Quý khán giả đang đến với tiểu mục Đường Dây Nóng được phát sóng cố định trong miền Tây hôm nay vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV Cần Thơ. Trong tuần qua thì chúng tôi nhận được phản ánh qua đơn thư và số điện thoại 0901-282-282 của người dân ở nhiều tỉnh thành. Những phản ánh của quý khán giả thì chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi. Mở đầu sẽ là những phản ánh của bà con tại tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể thì người dân sống ở phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long cho biết khoảng 10 hecta trồng sầu riêng, mít thái của nhiều người dân bị ngập nước dẫn đến héo lá, cây chết. Theo người dân, nguyên nhân là do triều cường dâng cao khiến bờ bao tại khu vực xây dựng cống ngang ở đường gom cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ bị dỡ nhiều lần, nước tràn vào vườn, hàng loạt cây sầu riêng mít thái đang cho trái bị ngập nước ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cây chết, số các người dân phải bỏ trái để giữ cây, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Người dân cho biết hiện các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát xử lý đoạn đê bao bị dỡ, tuy nhiên chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Còn tại thành phố Cần Thơ, trong tuần qua, nhiều công nhân thu gom rác trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy cũng đã phản ánh tình trạng là thiếu điểm tập kết rác tạm, dẫn đến việc là chậm thu gom rác sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Và theo đơn vị thu gom rác, trước đây điểm tập kết rác tạm được bố trí trên đường Quỳnh Mẫn Đạt, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Tuy nhiên thì sau một số phản ánh của người dân về việc công nhân tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, vào cuối tháng 2 vừa qua, địa phương có công văn ngưng tập kết rác này. Và cho đến nay, địa phương vẫn chưa bố trí điểm tập kết rác mới phù hợp. Theo công nhân thu gom rác, việc thiếu điểm tập kết rác tạm đã ảnh hưởng đến việc thu gom rác sinh hoạt của người dân. Một số nơi rác tồn đọng nhiều ngày ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Cũng tại địa phương này, hơn 100 hộ dân đang lo lắng khi mà nhà bị sụt lún, nứt tường và có nguy cơ là đổ sập bất cứ lúc nào sau khi công trình Âu Thuyền Cái Khế thi công. Nhận được phản ánh của nhiều người dân thì phóng viên của VTV Cần Thơ đã đến hiện trường ghi nhận về những bất an của người dân đang sống thấp thỏm từng ngày trong những ngôi nhà như thế này. Từ lúc công trình này làm là nó bị lún nghiêng ra đằng trước rồi. Giờ đi ra cảm giác là nó làm như có ai xô mình chạy ra đằng trước vậy. Như chai nước này chưa là thấy đó, bây giờ chỉ cần ngã ngang cái này nó sang ra trước. Ngoài sụt lún thì ngôi nhà cấp 4 diện tích khoảng 100 mét vuông của bà Phương ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, cách vị trí thi công Âu Thuyền khoảng 4 mét bị nứt toác nhiều nơi. Các vết nứt lớn nhỏ kéo dài từ 3 đến 5 mét xuất hiện chằng chịt trên vách tường dưới nền nhà. Những mảng tường lớn được gia cố bằng cách thanh sắt như thế này. Có hơn 100 nhà dân ở hai phường Cái Khế và Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nằm gần công trường thi công Âu Thuyền Cái Khế cũng chung tình trạng sụt lún, nứt tường. Nhiều ngôi nhà trong số này có nguy cơ đổ sập. Nó nghiêng, nó ngã rồi nứt toàn bộ nhà. Giờ trong cuộc sống nó làm cho mình lo sợ, không biết nó sập lúc nào. Mình đi làm về đó thì mình ngủ mình nghe nó có hiện tượng như nó lún. Nghe rất là nguy hiểm đó, mình cũng rất là lo lắng đến tính mạng. Nhà tự nhiên cái giọng vậy á. Nó gung ginh, nước có dưới hết trơn rồi phải lót nệm lại tôi ngủ. Rồi ngủ rồi tiếng tối ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ. Tại vì có gì rồi mình chạy ra. Rồi vậy đó, rồi tôi cũng mong muốn như sửa nhà sửa cửa lại cho tôi ở vậy chứ cũng đâu muốn, ham muốn gì nhiều. Giá trời đừng có sập ra lúng gì nữa. Mà ở rồi chứ giờ tiền đâu nữa mà sửa. Đòi hỏi công trình là bồi hoàn. Nhưng mà tới nay là năm mấy rồi chưa trả lời gì hết. Chủ đầu tư cho biết trong quá trình thi công Âu Thuyền Cái Khế đã khiến 135 nhà dân ở hai phường Tân An và Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bị hư hỏng. Do đây là khu vực bãi bồi nền đất yếu, nhà thầu đã hỗ trợ hai hộ dân có nhà hư hỏng nặng ra ngoài thuê chỗ ở tạm, hỗ trợ kinh doanh cho các trường hợp ảnh hưởng với số tiền hơn 450 triệu đồng. Các trường hợp còn lại cũng sẽ được tính phương án đền bù. Nhà thầu và bảo hiểm là thống nhất là sau ngày 15 tháng 4 thì sẽ kết hợp với bảo hiểm và nhà thầu cùng người dân là đi khảo sát lại lần cuối cùng và đưa ra cái phương án bồi thường, thì làm sao từ 15 tháng 4 đến hết cái hợp đồng là 30 tháng 6 là phải cố gắng giải quyết dứt điểm cho bà con. Âu Thuyền Cái Khế bắc qua kênh Khai Luông có vốn đầu tư 436 tỷ đồng, khởi công tháng 9 năm 2022. Đến nay công trình đạt hơn 70% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay.